Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm toan tính gì trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch? Ngày 23 tháng 7, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận Sao quốc tang là điều gì cho Tô Lâm? Tác giả cho biết, đã 4 năm kể từ sau cái chết của ông Lê Khả Phiêu, Việt Nam mới tổ chức một lễ quốc tang. Theo Nghị định số 105, đây là hình thức lễ tang cao cấp nhất dành cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước, gồm 4 cấp lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao và lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian tổ chức lễ quốc tang, quy cách cờ rủ, số lượng vòng hoa, giải băng đen, địa điểm tổ chức lễ tang là nơi an táng đều được quy định theo nghị định. Tác giả cũng cho biết, ông Tô Lâm với tư cách là trưởng ban lễ tang sẽ đọc lời điếu và tuyên bố phúc mặc niệm, trong khi quân nhạc sẽ cử bài hồn tử sĩ của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân, VOA. Ông Trọng sẽ được mai táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch và vị vua tại vị hơn 13 năm sẽ trở về với lòng đất vô tri vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 7. Tác giả nhận xét, ông Trọng được coi là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Là tiến sĩ về xây dựng đảng, ông đã gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát chính trị khi loại được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bước lên vị trí quyền lực tối cao vào năm 2016. Ông Trọng cũng có biệt tài nói suông mồm, người nghe thấy liền mạch và hợp lý, nhưng không động lại được gì về mặt tư duy. Là sinh viên khoa văn, ông có thể thực hiện liên khúc. Nhiều chuyện nghe có vẻ sướng tai, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thường lại xung đột lẫn nhau. Tác giả cho rằng, chính ông cũng đang lúng túng trong một mớ lý thuyết về chủ nghĩa xã hội, đang bị thực tiễn thách thức gây gắt. Lấy cảm hứng từ đã hổ diệt rồi của Tập Cận Bình, ông thúc đẩy một chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò. Ông đã chỉ đạo hàng loạt cuộc điều tra, xét xử nhiều vụ tham nhũng lớn, đưa ra ánh sáng nhiều quan chức cấp cao. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng nỗ lực đập chuột nhưng tránh vỡ bệnh của ông đã là vô vọng vì chính chiếc bình sinh ra chuột và cuộc rượt đập này sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Tác giả bổ sung, khi tiến hành đốt lò, ông Trọng rất cần một công cụ và thanh gươm mà ông sử dụng chính là bộ công an do Tô Lâm đứng đầu. Ông Tô Lâm giờ đây đã dựa vào thế đốt lò mà ra đòn với các nhân vật tiềm năng có thể thay thế ông Trọng. Tiếc rằng thanh gươm Bộ Công an được ông Trọng sử dụng nhằm triệt hạ những quan tham đã dần dần bành trướng, cản đường tất cả những ai có khả năng tiềm tàng, bước đến vị trí cao nhất và buộc Bộ Chính trị làm con tin để Tô Lâm thực hiện ý đồ của mình. Tác giả cũng cho rằng với cương vị chủ tịch nước và là trưởng ban lễ quốc tang cho ông Trọng, Tô Lâm đang là người có quyền lực nhất và ứng viên sáng giá nhất cho chức danh tổng bí thư. Tuy vậy, ông còn hơn một năm nữa để chứng tỏ mình là lựa chọn duy nhất. Trước mắt, chắc chắn Tô Lâm sẽ tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, đồng thời thực thi chính sách ngoại giao cây tre để duy trì thế chiến lược quân bình giữa Mỹ và Trung Quốc. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Với chuyến xuất mã đầu tiên sang Lào, rồi Campuchia, Tô Lâm khẳng định cam kết, coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị của Việt Nam với hai nước anh em này và làm tăng xung đột với những lợi ích của Trung Quốc tại Campuchia qua kênh đạo Phụ Nam Techno. Trong bối cảnh có quá nhiều kẻ thù trong và ngoài nước, liệu ông Tô Lâm có đủ bản lĩnh để đối phó hay không? Tác giả nhận định tất cả phụ thuộc vào sự khôn ngoan của ông Tô Lâm trong việc dàn xếp nội bộ. Theo đó, tuyệt đối phải hòa hoãn với cánh quân đội, giữ tình hòa hiếu được với bạn vàng, phương Bắc và Hoa Kỳ. Nếu Tô Lâm làm được như vậy, hình ảnh một vị tướng công an đã tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ăn bò giáp vàng hay chỉ đạo tấn công vào làng Đồng Tâm có thể sẽ được quên lãng. Thế nhưng, từ nay đến đại hội 14 vẫn là một chặng đường dài đối với Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm toan tính gì khi trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Việt Nam có rơi vào giai đoạn độc tài trầm trọng hơn sau khi tổng trọng qua đời hay không? Ngày 22 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả David Hutt, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á. Bài viết có tựa đề, ông Trọng để lại đảng Cộng sản Việt Nam ở thế chính mùi cho sự cai trị độc tài. Theo đó, ngày 19 tháng 7, Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Một ngày trước đó, họ thông báo rằng ông Trọng, chính trị gia 80 tuổi, được xem là người có quyền lực nhất đất nước, đã được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe. Và đây là hình bài trên AFA. Ông đã không tham dự số cuộc họp quan trọng trong những tháng gần đây, và thậm chí khi tham dự, ông có vẻ không được khỏe mạnh, đi lại không vững. Ông đã bị độc quỵ vài năm trước nhưng dường như sau đó đã hồi phục. Tác giả lưu ý, nhiệm kỳ thứ ba của ông Trọng gần như chưa từng có tiền lệ. Ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an, người vừa được thăng chức Chủ tịch nước vào tháng trước, giờ đây sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ của ông Trọng sau khi ông Trọng qua đời. Tác giả cho rằng, với hiện trạng về sự độc quyền về quyền lực đã khiến đảng trở nên an toàn hơn. Đảng gia tăng đàn áp các nhà hoạt động và dân chủ, trong khi xoa dịu công chúng bằng việc hạ bệ những kẻ tham nhũng lớn khu vực tư nhân cũng đã bị hạn chế, do đó không tạo ra mối đe dọa nào đối với quyền lực chính trị của đảng. Nền kinh tế đã bảo vệ đảng khỏi sự trừng phạt từ phương Tây trong vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng ông Trọng đã để lại một sự bùng bét trong nội bộ đảng. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm với tư cách là Bộ trưởng Công an và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã sử dụng chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng một cách nghệ thuật để thúc đẩy các lợi ích của mình, loại bỏ một cách hiệu quả những ai có thể là đối thủ trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư vào năm 2026. Tác giả cho biết, nhiều ủy viên bộ chính trị đã bị sa thải hơn bất cứ lúc nào mà chúng ta có thể nhớ. Các ủy viên bộ chính trị được kỳ vọng sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65 và các cá nhân chỉ có thể giữ các vị trí cao cấp nhất tối đa là hai nhiệm kỳ. Quan trọng hơn, không ai có thể cùng lúc nắm giữ hai trong bốn vị trí quyền lực nhất đất nước. Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Ông Trọng đã vi phạm ba chuẩn mực lớn mà đảng đưa ra vào đầu những năm 1990. Hơn nữa, việc thanh trừng loại bỏ của ông Trọng nhằm mục tiêu thực hiện quan điểm không ai có quyền lực tuyệt đối trong đảng. Bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ đảng, chịu trách nhiệm trước đảng. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả cho rằng để thành công, chiến dịch chống tham nhũng không chỉ đòi hỏi những cá nhân có đạo đức, duy trì quyền lực ở vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực. Nó còn cần có sự đổi mới thường xuyên của thậm chí nhiều cá nhân có đạo đức hơn để lãnh đạo đảng trong tương lai. Thực sự, ông Trọng là một nhà tư tưởng, một người theo chủ nghĩa Marxist tận tụy, nhưng ông có nhiều phẩm chất của một nhà đạo đức học hơn các đồng chí của mình. Giống như ông Hồ Chí Minh, ông Trọng coi sự thoái hóa đạo đức là căn nguyên, gốc rễ của mọi vấn đề, chứ không phải do thể chế. Hơn 13 năm qua, ông Trọng đã bắt được một số con chuột, nói theo cách ẩn dụ của ông ấy. Nhưng tham nhũng vẫn lan tràn và ông ấy đã khiến cho chiếc bình của mình trở nên mỏng manh, dễ vỡ hơn. Tác giả cho rằng, việc ông Trọng làm xói mòn các chuẩn mực của đảng Cộng sản và sự tích tụ quyền lực cần thiết để đấu tranh chống tham nhũng đã mở ra cánh cửa cho sự xuất hiện của một lãnh đạo tối cao, một cuộc đảo chính của độc tài một đảng Cộng sản ít đa nguyên và ít dựa trên sự đồng thuận hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Việt Nam có rơi vào giai đoạn độc tài trầm trọng hơn sau khi tổng trọng qua đời hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.